Hôm nay mình sẽ tặng anh em một series phim hành động công sở. Chúng ta cùng bắt đầu ngay nhé. Nhân vật chính của chúng ta là anh chàng béo này. Anh chàng này thường xuyên bị cô sếp nữ này bắt nạt. Còn lý do làm sao mà anh chàng này bị như vậy thì anh em hỏi chúa chứ tôi cũng chịu. Một buổi sáng đẹp trời, cô sếp chân dài với bộ đồng phục tất lưới đang rào bước đến công ty. Sau khi đến nơi ngồi vào chỗ làm việc thì cô nàng liên tục gọi tên anh chàng béo. Vì cô đã dặn anh ta là tìm info của anh chủ kênh Fanly và in cho cô vài tấm ảnh của tôi cho cô ta xem. Nhưng sau khi cô đã gọi rất nhiều lần mà không có tiếng đáp lại, đồng nghiệp cũng nhắn tin mà cũng không phản hồi. Thế rồi cô sếp liền tiến đến vị trí của anh ta. Lúc này cô phát hiện anh ta đang ngủ gà ngủ gật. Thì ra là anh chàng đã thức cả đêm qua để xem hai tên nên giờ không còn sức để làm việc. Khi được hỏi về mấy tấm ảnh của tôi thì anh chàng bảo đã để trên bàn của cô từ cuối giờ làm việc ngày hôm qua rồi. Nhưng cô sếp lại bảo cô vẫn chưa nhận được, nên cô bắt anh ta tìm lại và in 3D rồi đưa lại cho cô. Sau đó cô sếp liền rời đi. Giờ nghỉ trưa tất cả mọi người tụ lại với nhau. Cô nhân viên này thấy anh chàng béo ra rất nhiều mồ hôi, cô liền lấy khăn giấy lau cho anh chàng. Tưởng vậy là thôi, cô còn lấy nó đưa lên mũi và ngửi và bảo mồ hôi của anh thật là thơm. Chắc mồ hôi của khứa này dùng để tắm cũng được mất. Sau đó vì ngại quá nên cô nàng giả vờ có điện thoại rồi trốn đi. Các đồng nghiệp nam thấy anh suốt ngày bị sếp chèn ép cũng thấy bất công cho anh chàng. Anh ta khuyên anh chàng tìm sơ hở của cô sếp rồi dạy cho cô một bài học. Anh chàng đang đắn đo suy nghĩ về chuyện đó thì cô sếp đã tiến tới chỗ anh lúc nào không hay. Lúc này cô sếp đã có người chim lợn cho biết anh nói xấu cô lúc trưa. Vì vậy cô liền tặng anh một cú dẫm vào chân và nói rằng cuộc sống về sau của anh sẽ bị chà đạp như vậy. Anh chàng lúc này đã bị cô sếp làm cho rất tức giận. Anh liền buột miệng nói rằng về sau tôi sẽ làm cô phải vừa sướng vừa xin tha. Sau khi anh chàng nói xong thì ngớ ra là mình nói lộn, cả căn phòng ồ lên. Anh chàng chưa kịp giải thích đã bị cô sếp cho một chiếc bạt tai. Một lúc sau anh chàng béo mang theo ảnh và hồ sơ của tôi đến cho cô sếp xem. Sau đó cô liền nhờ anh ta đi mua cho mình chút đồ. Một lúc sau khi anh ta mua đồ quay lại thì anh ta phát hiện ra một bí mật lớn của sếp mình. Lúc này anh ta sợ hãi khi nhìn thấy tấm ảnh nhưng rất nhanh anh đã nhanh tay tắt màn hình máy tính đi. Sau đó anh ta chạy ngay về chỗ làm việc của mình. Trong đầu không thể không nghĩ đến những hình ảnh nóng bỏng của cô sếp vừa nãy. Anh chàng lúc này đã nghĩ ra một kế hoạch nào đó. Trong lòng anh ta không ngừng vui sướng. Hình như cô sếp đã phát hiện ra điều gì đó bất thường từ anh chàng nên cô đã cho mọi người về sớm hơn mọi khi và bảo anh chàng béo vào phòng họp để gặp mình. Anh chàng vừa tiến vào phòng họp, cô sếp đã ép anh ta vào tường và tra hỏi anh ta có phải lúc chiều đã nhìn thấy cái thứ mà anh ta không nên nhìn không. Anh chàng cố gắng giải thích rằng mình không nhìn thấy thứ gì cả nhưng có vẻ như cô sếp không tin. Thế rồi cô sếp liền bảo anh chàng nhanh chóng thu xếp công việc để cuối tháng nghỉ. Đến lúc này anh chàng béo đã không nhịn được nữa. Anh ta liền nói với cô sếp rằng nếu đã như vậy tôi sẽ công khai trang phim của cô cũng như mọi thông tin của cô cũng như cô dùng văn phòng công ty để chụp ảnh cho mọi người biết. Lúc này cô sếp mới cảm nhận được anh chàng này không nói đùa mình. Thế rồi cô chủ động kéo tay anh chàng để xin lỗi và mong anh ta sẽ không tiết lộ thông tin của mình và hứa sẽ không đuổi anh ta nữa. Nhưng anh chàng lúc này như vừa uống dốc kết xong lên có vẻ rất là cứng. Anh ta bảo cô rằng bây giờ cô phải nghe lời anh ta. Sau đó anh ta kéo cô đến một chỗ nào đó để làm một việc gì đó. Anh em cùng đợi phần 2 để xem anh chàng này làm gì tiếp theo nhé.